bây giờ học lái xe rất là khó các bạn. Nó có camera hành trình nè, giám sát nè, còn bấm thẻ qua đây nữa các bạn. Nè, nó thể hiện km mình chạy, giờ mình ngồi lái xe nha. Rất là khó nha. Con thôi. Buông chân thắng ra, đỡ con này từ. Rồi, giữ lại mấy con đó, giữ yên mấy con đó. Ờ, mình phải đỡ chân con vậy đó. Không có thả con ra nữa, xe nó phóng đi biết 2 kiếm vừa thôi. Thấy đây bên hông này có cái hàng rào không? Cứ ve nữa đi. Sát hàng rào đó dừng, khi nào nó đây nó có khoảng trống đưa cái đầu ra đường nè. Liếc bên này nữa nè, mình nhìn có một bên nè. Rồi thôi, con vô, thắng số 2. Rồi, buông thắng, mở con, mồi ga vô nha. Mở con là phải con ga thì phải ga vào, chứ con buông là phải mồi miếng ga. Chỉnh ga thì nó hơi thấp nè, phải coi chừng nó dễ chết máy. Rồi, vẹo ngã ba ngay chỗ mấy bà bán trái cây á. Mâm, đau không mâm? Ném con vô. Đi sát cái bà bán xôi nè, để mở rộng vòng cua ra, mình ôm được, xe mình dài, xi nhan trái. Học sinh đang học lái xe nha các bạn. Đây, đang sử dụng chiếc xe là Hino nha. Hino 5 tấn nha. Đang đổ xăng này các bạn. Đợi đổ xăng. Đây, đây một học sinh nữa nè các bạn. À, xe này nó có chữ tập lái nè các bạn. À, trong thời gian đổ xăng nha, nên cái bạn này đang dợt cái cần số cho nó quen tay nha. Bây giờ học lái xe rất là khó các bạn. Nó có camera hành trình nè, giám sát nè, còn bấm thẻ qua đây nữa các bạn. Nè, nó thể hiện km mình chạy, giờ mình ngồi lái xe nha. Rất là khó nha. Con thôi. Buông chân thắng ra,
đỡ con này từ rồi giữ lại mấy con đó, giữ yên mấy con đó, rồi mình phải đỡ chân con vậy đó, không có thả con ra nữa, xe nó phóng đi biết 2 kiếm vừa thôi. Thấy đây cái bên hông này có cái hàng rào không, cứ che nữa đi, sát hàng rào đó dừng, khi nào nó đây nó có khoảng trống đưa cái đầu ra đường nè, liếc bên này nữa nè, mình nhìn con bên nè. Rồi thôi con vô thắng số 2. Rồi buông thắng, mở con mồi ra vô nha, mở con là phải con ra thì phải ra vào, chứ con buông là phải mồi biến ra, chỉnh ra ti nó hơi thấp này, phải coi chừng nó dễ chết máy. Rồi quẹo ngã ba cái chỗ mấy bà bán trái cây á. Mâm đâu không mâm, ném con, ném con vô đi sát cái bà bán xôi nè, để mở rộng vòng cua ra mới ôm được xe mình dài xi nhan trái. Ừ, để mình đâm nó đó, xét ở đây, điếc cái kiếm này nè, coi chừng cái ông mình nó dướng cái bà bán xôi. Xi nhan trái lại tắt đèn rồi kìa. Ném con, nhìn kiếm bên này, thằng đó nó vườn rồi đó, nhìn kiếm cái hậu con nhỏ xe máy nó băng nè, thấy không? Con cái máy vậy mà nó cũng băng á, mở con từ từ, mở con đi, được, ôm tiếp, đúng rồi. Ném con, trả lái, mở con. Mở, ừ, thấy xe nó muốn đứng rồi là mở con. Qua đây. Nói chuyện với xe máy. Đi chợ buổi sáng nó hơi đông. Rồi có bạn trống thấy gà tăng số 3. Thêm miếng ga nữa, thêm miếng chớn nữa, đây có dốc không? Mà không có ga nhiều, không chớn nhiều, lọt mà đi thoải mái đi. Trái, chỗ đó luôn.
vô, mở con, đang quẹo đây rồi mình quẹo đây. Ghé căng tin mua nước cho các bạn, đây nước đây. Đó, bây giờ sẽ lên xe đi đường trường nha. Đây xe tập lái 60C58464 đây. Rồi chuẩn bị đi, lên đường Quân. Đó ngã ba trên quẹo trái Quân. Lấy đà cái thằng dở thì kêu tăng số 3 là tăng số 3. Tao phải lấy chớn mới tăng số, đúng không? Đúng quá, người thiệt tình kêu nói sao làm vậy à? Đúng không? Thay vì tao kêu lấy đà tăng số 3 mà từ giờ tao không nói lấy đà, tao kêu tăng số 3 tự mình phải biết lấy đà mới tăng số, xe phải có chớn mới tăng số. Giả tiền ra ra lý thuyết chiếm hậu kìa. Rồi hôm nay nè. Vừa thôi, cảm nhận đó chứ không phải muốn quay như là quay. Ôm cái đầu cao lên, quay sớm cái hông dưới cái cột này á, hiểu không? Thấy cái cột này không? Xe mình dài là phải đưa cầu cần thiết mở rộng qua đây cái. Đánh lái qua bên đâu là lý kiến bên đó. Cũ cái gì ba con
Đây trạm thu phí này đã ngưng hoạt động ha. Khi nào mà nó sửa đường nữa thì nó sẽ thu tiếp. Ôi 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 ôi. Về số 4, số 4 đi được.
để cái đít nó dựa vô đi là khỏe luôn, bán cái xe tập lái này luôn đó. Thấy chiếc mẹt đen không? Cho xe nó rung đi, thủ sẵn đi, mở con. Mở từ từ nghe rung, giữ chân con lại. Chưa rung, tiếp tục mở nữa, con nó cao thì mở nữa. Rồi kìm chân trái đó. Khi nào thấy xe phía trước đi là buông thắng để xe máy nè. Ừ, đó, dừng ngang, bờ mò ra vô. Dừng ngang dốc vậy thì nó không bị tụt dốc. Rồi phía trước ra vô lấy đà tăng số 3 liền. Cứ có phải chống là tăng số. Cả 3, cả 4 người phải tranh thủ. Ra vô, mày không đặt ra lấy đà gì. Lấy xe, xe đâu nhóm lên xíu dẫn được mà. Làm đi mày đuối máy rồi mất chớn không? Đường đang lên dốc nữa, dốc còi xe máy là còi 2-3 tiếng vô. À, tiếng nó chưa nghe đâu, nhả bớt chân ga ra cho xe men nó qua đi. Xích vô đây xíu nè. Ga mạnh, dốc là phải mạnh ga, phía trước chống lời lắm rồi. Nữa. À, đó, dốc là phải cỡ này là mới tăng số 4. Ừ. Xe bồn luôn thầy.
mày đi được, hiểu không? Mình dừng hẳn mình mới về số 2 xích vô, hiểu không? Chứ đâu đậu xe gì mình có xích vô ngay phục vụ đó. Biết kiến mình đây, hiểu không? Tao dừng hẳn là tao về số 2, tao đề 3 để số 5 mở con. Chứ sao? Trời ơi, số 5 tao chạy tốc độ 40-50 km/h tao mới đi số 5. Cùng má không có chớn, không có nào đề 3 bằng số 5. Tao đề 3 số 5 còn được. Rồi, con sau thắng. Ừ. Rồi xuống. Bây giờ là xuống xe ăn sáng nha. Đây. Phở bún bò. Đây là thuộc Vĩnh Cửu nha các bạn. Đây xe, tài lái đây. Và đây ăn sáng thôi. Đây mình có mấy món chị? Phở, hủ tiếu, bún bò. Phở, hủ tiếu, bún bò. Đây. Bò, phở nha. Dạ. Phở cặp cặp. Dạ, ba phở với một con tí. Đừng có giá luôn cho bà. Anh ăn hủ tiếu cặp cặp luôn nha. Xí quách. À, xí quách nha. Rồi, xí quách. Tái. Tái. Nè. Đây, hủ tiếu thập cẩm đây. Địa chỉ mình đây là ở đâu chị? Dạ, em ở Tân An. Tân An và Vĩnh Cửu ha. Tân An, Vĩnh Cửu. Đây. Tô này nhiêu tiền chị? Cộng là 40. Đây các bạn, rất là hấp dẫn nha. Đây có tái nè. Ở đây có, này là bò viên nè. Còn cái này là gì quên rồi. Cái này mới hỏi quên mất rồi. Có chả này các bạn. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Rồi mời các bạn nha. Thank you.
là phải đi thẳng cái đường của A 19 km bên phải. Bây giờ mình sẽ về trái. Về trái còn ra được. Giữa giữa ngã ba ngã tư phải không? Ra đi ra vô để kịp đèn. Về trái. Ừ. Để ra vô. Ra điều cũng nhắc nhở cái chứ. Thank you.
chạm cửa rừng Mã Đà. Sau khi chạy ha, ba bạn thì hai bạn chạy rồi. Bây giờ là 12 rưỡi rồi, vào cái quán cơm ở đây để ăn cơm xong rồi quay về tiếp trường, quay ngược về trường nha bạn. Các bạn. Đây quán cơm đây, quán cơm tại Bà Hào đây. Ở đây mình có ba món nha. Này là thịt thịt heo chiên, thịt heo rim gì đó các bạn. Còn đây là gà nha. Kho gừng thì ớt vậy đó, xả ớt vậy đó. Bên đây là nè, đây là đậu ve hả. Đây một tô cơm, một tô cơm rất là to nha các bạn, bốn người ăn hai tô nè. Gạo cũng được nha. Đây đậu hũ đây, con này gọi là gì anh? Chả cá. Chả cá hả? Cá chân bột á. Cá chân bột ha. Rồi ba món các bạn, ba món, món rau ha. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây cơm thôi, đạm bạc thôi. Rồi chào các bạn, đây là khu du lịch sinh thái Hồ Bà Hào thuộc rừng Mã Đà. Rừng Mã Đà thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Hôm nay mình sẽ vào cái Hồ Bà Hào này và review cho các bạn xem. Bên đây là hồ sen nha. Và một số cái tượng nè, một số cái tượng. Bữa trước mình có vào đây và có quay vào bên cái hồ sen này và tượng rồi. Hôm nay mình sẽ đi về hướng cái hồ Bà Hào bên đây nè. Trong đây khá là mát nha. Đây các bạn, rất là nhiều cái tượng nha. Những cái tượng này nó có những cái kiểu kiện kiến trúc mà rất là lạ nha. Phía trước có một cái nhà chờ nè, nhà
nhà mát ngồi chờ đợi nè, nghỉ mệt nè. À, cho các bạn xem những cái tượng ở đây người ta làm nè. Chẳng hạn như đây nè, gia đình bọ rùa Mai Thu Vân 2016. Đây nữa các bạn, bò tót Ca Lê Thắng 2016. Cái tượng nó rất là lạ nha, rất là kỳ kỳ nha. Đây nó có một cái khu giống như Temudin nè các bạn. À, chơi vận động nè, trên cây nè. Đây hình con cua đây. Ở dưới cái chữ này ghi là đời ngang, hoa bích đào. Ở đây cũng có một cái nhà chòi ha, che bóng mát đây. Cái tượng này nhìn rất là lạ luôn các bạn. Nó kiểu như là mô hình gì đó, đồ chơi vậy đó. Các bạn nhìn cái tượng này các bạn có biết là cái gì không? Ở dưới nó ghi là quay đầu về núi nha, rất là lạ luôn. Mang tính chất là chiều tượng. Phía bên kia là bờ hồ nè, ở đây là một cái cống thoát nước nè. Cống thoát nước từ bờ hồ ra. Ở đây là nhà vệ sinh nha, còn bên đây là hồ sen đây. Đây hồ sen các bạn, rất là đẹp nha, có cái cầu khỉ chính giữa kìa. Rất là nhiều cây sen luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua cái hồ bờ hào nha, một lát mình sẽ quay lại cái hồ sen này. Đây phải đi qua cái cầu này. Cái cầu này bắt ngang qua cái đường mà thác nước của hồ bờ hào này ra nè. Cái đường thác nước này nó chảy ra hồ sen nè. Còn muốn đi lên bờ hồ hồ bờ hào thì phải đi lên đường này các bạn. Nó đi một đoạn lên, leo dốc lên nha. Cái đắp thành rất là cao nha. Còn đây là phường Nhân Giống đây, đang bỏ hoang này. Rất là cao các bạn, đắp thành lên bờ hồ, hồ bờ hào này 5-6 mét gì đó. Chuyến sau ha, mình có ghé đây nữa mình sẽ đem flycam đi cho nó bay về cái hồ bờ hào này. Ở đây nó có con đường chính giữa các bạn, có xe máy chạy lên đường này nè, khỏe nè. Hey, hồ bờ hào đây. Bên đây là hồ sen đây. Ở chính giữa có con đường này. Bên kia nó có cái đảo kìa. Người ta đang ở bên đó câu cá các bạn. Ở đây có cái nhà quan sát nè. Lúc nãy mình vô từ hướng bên đây nè các bạn. Mình vô từ hướng bên đây nè, mình đi vòng ra lên đây. Khu du lịch đó thì hướng này. Còn đây nó có con đường nữa. Mình cho mình không biết. À, chiều chiều ra đây ha, thả diều nha. Ngồi ngắm sông nha, ngắm nước nha. Muốn ra cái đảo hồi đó phải đi vòng nha. Vòng từ bên đây nè, chạy vô nè. Đi bộ khá là xa. Người ta đang câu cá các bạn. Có đem dù theo kìa. Hồ này trông giống hồ nhân tạo. Cái này có cái cửa nào vào nè, mà khóa mất rồi. Chắc là bảo vệ để quan sát hồ này nè. Cũng rộng các bạn. Xung quanh đây thấy cây cối không, không thấy nhà cửa nha. Nước nó sẽ dâng lên tới đây nè các bạn, nên có cái cầu thang đặt trên đây nè. Đây là hồ bờ hào nha các bạn. Thuộc nó nằm ở trong rừng Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bên đây nó có một cái cù lao lộ ra như thế này nè, nó như hòn đảo nha các bạn. Người ta đắp lên nè, người ta đắp đất người ta tựa ở trong ra đây nè. Ở ngoài đây có cây mọc nè. Và đang có một thanh niên đang câu cá ngoài đây các bạn. Đến mùa mưa nước nó cao nó dâng lên tới đây nè. Tới chỗ cầu thang này nè. Thì lúc đó mấy cái cây kia nó chỉ còn lú lên mấy cái cây thôi. Góc nó, nước nó lên tới góc nè các bạn. Lúc đó thì xe sẽ không có chạy ra được.
Còn bây giờ thì người dân người ta vẫn chạy xe ra ngoài từ đầu ở đây nè, ta câu cá các bạn. Nay mình đi lên trên đây mình học bằng lái nha. Trong thời gian chờ lái thì mình vào cái hồ Bà Hào này mình tham quan nè, cũng đẹp nha các bạn, mát mẻ nha. Mình đang đứng ở cái chỗ cái trụ mà bảo vệ bờ hồ nè. Chuyến sau mình lên mình sẽ cầm theo cái playcam lên cho nó bay một vòng bờ hồ này. Ở đây nó có hai cái hồ nha các bạn. Cái này là hồ Bà Hào. Rồi cái nước thải này, cái nước mà người ta dẫn ra, nó chảy ra cái hồ Sen bên kia. Đây không thấy có hoạt động du lịch nào nha các bạn, không có hoạt động dịch vụ nào giải trí du lịch nha. Không có thuyền, không có vỏ lãi nào hoạt động ở đây. Đa phần là tự túc là đi đây câu cá các bạn, nhiều thanh niên bên đây nè. Mình mới qua trò chuyện thì anh nói là anh từ Gò Vấp, Sài Gòn nó chạy xuống đây câu cá. Câu lần cả chục cá cha, cá lóc á, chục ký cá lóc á. Đó, mình đang ở chỗ cái căn nhà bảo vệ bờ hồ nè. Bờ hồ này được đắp lên rất là cao nha các bạn. Rất là cao luôn. Phía ngoài thì có con đường đi nha. Mình vô đây tham quan thì mình chạy xe thẳng vô đây đâu cũng được. Còn bên đây là cái khu du lịch nè, hồ Bà Hào. Trước nó có bán vé làm cổng nhưng này không có bán vé nữa nha. Đây, cái nước thải từ bờ hồ ra đây các bạn, đây nè. Nó xả ra đó, không gọi là thải mà gọi là xả ra đó. Nó sợ cao quá. Nó xả ra đây. Cái nước mà từ cái bờ hồ Bà Hào này xả ra thì nó sẽ chảy qua bên cái hồ Sen bên kia. Hồ Sen bên kia thì nó nhỏ hơn, nó có sen, nó có cầu khỉ, mát mẻ nha các bạn. Nắng nhưng mà ngồi đi gần bờ hồ này cũng mát mẻ, nước nó bốc lên nên cũng mát mẻ. Mình quan sát thì không thấy cái dịch vụ nhà bè ăn uống gì nha các bạn, không thấy cái dịch vụ nhà bè, không có thấy vỏ lãi xuồng thuyền gì đây hết á. Nhà cửa xung quanh rất là ít luôn, hàng gì không có luôn, có thì ít à. Xa đằng kia có một căn nhà, bên đây cũng có một hai căn à. Cái mực nước bên đây nè các bạn, cái mực nước bên cái bờ hồ Bà Hào này đó thì nó vẫn cao hơn so rất là nhiều so với cái bên này, bên cái hồ Sen này cao hơn mấy mét á. Thì người ta sẽ xả ra, nước nó xả ra sẽ chảy qua đây. Bây giờ mình sẽ đi xuống với cái hồ Sen này mình khám phá nha. Đường đi đây các bạn. Ở đây có những cái hình ảnh nha, hình ảnh trên cái thùng giống như thùng container vậy đó. À, đúng là thùng container thiệt. Bên đây còn mát hơn bên kia nữa các bạn. Bên đây nó có nhiều cây xanh nên nó mát hơn bên kia nữa. Gió thổi từ dưới bờ hồ lên nè. Này, ngồi đây nhậu lý tưởng luôn. Đây nhậu uống cà phê lý tưởng luôn các bạn. Đây à. Đây nữa. Ngồi đây chơi nha. Một nhóm bạn ngồi đây chơi nha. Đây có đồ nướng sẵn luôn các bạn. Xích đu nè. Xích đu mà có ghế dựa luôn nha. Đây. Thích các bạn, đây nè. Có lều cho thuê nè các bạn. Đây. Lều Mông Cổ à. Bên cạnh gốc cây à. Bên cạnh bờ hồ. Rất là lý tưởng nha. Một lát mình sẽ ra cổng mình hỏi thử coi dịch vụ cho thuê cái lều này như thế nào, bao nhiêu tiền. Cái ghế rất là dài nha. Bàn này, ngồi ăn uống đây. Bóng điện đây, buổi tối thắp bóng điện lên, nó rất là đẹp luôn. Có một số tiểu cảnh nè các bạn. Mình không thấy có dấu hiệu buôn bán gì nha đây nha các bạn. Gió rất là mát luôn. Đó, review cho các bạn xem nha. Ai có nhu cầu có dịp thì đến đây nha, khám phá du lịch nha. Khám phá du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nha. Nghỉ dưỡng cho những cái
lều cắm trại kia, trải nghiệm cái không gian ban đêm ở đây, rất là nhiều bóng đèn, trải nghiệm không gian bờ hồ. Hiện tại là bây giờ là 11 giờ, hơn 10 giờ, gần 11 giờ. Hồ sen. Đây, lên đây chụp hình nha, sống ảo nha. Đó, hình trái tim nha các bạn. Đó, hình trái tim nè. Lên đây sống ảo nha. Ngồi ở đây sẽ có người yêu. Ngồi ở đây sẽ có người yêu. Đây, rất là đẹp luôn. Sống ảo không thể nào tốt hơn, đẹp hơn như thế nữa. Ghế đây, bàn đây, về sau là bờ hồ đây. Rất là đẹp các bạn. Về đây, cây cầu khỉ đây. Khu bảo tồn. Hello, bà Hào. Đây, cây cầu khỉ đây có 3 cây luôn, rất là to luôn, đi thoải mái nha. Đi hai người nắm tay đi thoải mái luôn. Ở dưới là hồ sen đây. Rất là đẹp các bạn. Khu du lịch Hồ Bà Hào trong rừng Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.